Gấu bự, bác sĩ ơi, bé nhà em bú mẹ 4 tháng bị muỗi chích nổi mụn bọc phải làm sao? À, đến cái thời điểm này rồi nó mà bắt đầu cái tiến trình của mụn đốt của em bé như thế này này. Đầu tiên là nó bị, khi mà các bạn phát hiện ra thì các bạn phải lập tức là trong nhà mà có cái gói thuốc muối, pha thuốc muối natri bicarbonate, thuốc muối ở hiệu thuốc ấy, pha đặc ra xong là bôi lên cái nốt đấy luôn. À, xong một lúc sau nó khô lâu đi là bôi cái kem trị côn trùng cắn thì nó sẽ giảm sưng đi rất nhiều. Nên mình nhắc các bạn luôn là trong nhà có một vài cái thuốc mà chúng ta sẵn sàng chúng ta phải chuẩn bị, vì bất cứ lúc nào con của chúng ta cũng sẽ bị cái muỗi đốt. Ở người lớn thì nó mẩn mẩn lên một chút vậy, xong nó khỏi muỗi đốt ở trẻ em cả tuần, cả vài tuần sau. Trẻ càng nhỏ thì cái nốt đấy càng lâu khỏi, mà càng bị nhiều cái nốt muỗi tập trung đốt với nhau thì nó càng sưng lên, càng bị đốt nó sưng vầng cứng lên, xong là nó có cái mụn nước nhỏ ni ti ở giữa này. Nên có em bé nó rất khó chịu thì mấy ngày đầu các bạn bôi cái, khoảng 3 ngày đầu các bạn bôi cái kem trị côn trùng cắn. Trong những ngày sau mà nó cái mụn nó rỉ nước nó khó chịu đấy, các bạn sẽ bôi lên cái thuốc có chứa corticoid để làm giảm viêm cho em bé khoảng 3 5 hôm. Như là Emovast hay là Fusidin H các thứ ấy, để bôi để giảm cái để nhanh hết cái phản ứng viêm của cái nốt mụn đốt này đi cho con. Bạn Trần Kim Sa, bác sĩ cho em hỏi, bé em được hơn 3 tháng khi ẵm bé với tư thế ngồi. Cô có cái gì, cô gối thì nâu nâu, chân bé bị rung liên tục, giữ chân bé lại thì hết, vậy có sao không? Ẵm bé với tư thế ngồi co gối, không hiểu lắm, không hiểu cái này lắm. Cái tư thế ngồi như thế này, trẻ em dưới 6 tháng nó có cái run sinh lý, thỉnh thoảng nó cứ run tay run chân này, nhưng bạn giữ vào nó hết thì không sao, người ta sẽ không can thiệp đến cái run này. Chúng ta chờ sau 6 tháng xem tình hình nó như thế nào, nó vẫn còn thì mới xem xét tiếp những cái ví dụ như kiểu rối loạn vận động là cái mức đơn giản nhất, còn nếu không thì không không ở đây gì. Dưới 6 tháng run tay run chân, run sinh lý, giữ giữ lại là hết run là bình thường, không phải lo. Bạn Nguyễn Thúy, bác sĩ cho em hỏi, bé em 7 tháng rưỡi, bé gái được 7 cân 2. Khoảng 2 tuần trở lại đây bé ngủ không ngoan giấc cả ngày lẫn đêm, em đã bổ sung vitamin D rồi. Ở tầm này sẽ xét hai yếu tố, một là canxi, hai là sắt. Bạn cần kiểm tra cho mình như thế này: chiều cao của em bé. Thứ hai là lượng sữa của em bé, nếu em bé uống ít sữa thì nó có khả năng bị thiếu canxi. Còn sắt thì nó sẽ liên quan đến những em bé đã bú mẹ hoàn toàn. Và ví dụ như tầm 7 tháng con bạn mới bắt đầu ăn dặm đạm thì đến tầm này là có khả năng bị thiếu máu dinh dưỡng hoặc thiếu sắt nữa. Thì có hai yếu tố đấy cần phải xem xét để điều chỉnh cho con. Giờ mình chưa chắc được là thế nào. Nhưng mà bạn sẽ đi theo hai hướng đấy. Bạn à, nhưng mình đau đầu bà Duyên Nguyễn, bé em mắt bị ghèn do bị tắc tuyến lệ, đi khám bác sĩ cho thuốc nhỏ mắt bảo đều 6 tháng mà cháu không hết thì đi thông. Giờ bé gần 3 tháng rồi mắt cháu bị nhiều ghèn, bác sĩ cho em hỏi có cách nào cho cháu đỡ ghèn không? Vệ sinh mắt thôi, bác sĩ sẽ cho đấy. Thông thường thì vệ sinh mắt bằng nước muối sinh lý. Đợt nào mà ghèn đổ nhiều hơn thì chúng ta có thể dùng cái thuốc kháng sinh đầu tiên mà nhỏ mắt cho em bé là cái thuốc Toprex, Topramycin đấy. Cái dược chất nó là như vậy, còn tên thông thường cái biệt dược mà chúng ta hay mua được là cái Toprex, thì nhỏ mắt cho con thôi, nhỏ mắt, nhỏ nước muối sinh lý nhiều lần trong ngày, xong là day cái góc mắt bên trong sắc cái mũi này này, day nhẹ nhàng thôi, đừng day mạnh quá. À, để nó giúp thông tắc tuyến lệ cho em bé và chờ tiếp thôi. À, hy vọng là nó sẽ tự khỏi được, chứ nếu mà phải thông thì đau lắm, thông tắc tuyến lệ rất đau, mà nó có một cái tỷ lệ nguy cơ bị tái phát lần hai, phải thông lại lần hai rất nhiều. Cách thì chúng ta chỉ có cái nhỏ thuốc và cái dây góc mắt vậy thôi, nhưng không có cách nào hơn. Bạn đâu rồi, câu hỏi nó trôi đâu rồi. Bùi Thu Huyền, bác sĩ cho mình hỏi, bé 4 tháng bú mẹ hoàn toàn, đi ngày 4 lần ăn ngủ ngoan mân phòng vàng nhưng nhiều nước có sao không? Không, phân nhiều nước thì không sao, phân nhiều nhầy mới đau đầu. Phân trẻ con nhiều nước rất bình thường, nó ra nước xong nó hút hết vào bỉm, nó chỉ để cái vảy hoa cà trên mặt bỉm, cái đấy là bình thường. Con bú mẹ hoàn toàn nó phải phân lỏng nước, hoa cà, hoa cải, đôi khi có chút bọt hay nhầy.
À, thì nó không sao nhưng có liên tục thì là vấn đề. Màu vàng hoặc có lúc xanh, mùi chua thối và đi trung bình từ 2 đến 8 lần trong ngày. Đấy, kiểu của bố mẹ hoàn toàn là như vậy. Bạn reset all. Em chào bác sĩ, con em bé trai 4 tháng 3 ngày, bé đi tiểu hôm nay trong tạ có màu đỏ như máu, bị ít không nhiều và đi ngoài trong phân có màu đen kiểu hạt hạt, vậy có làm sao không? Cái đi ngoài trong phân có màu đen hạt hạt thì cần xem là mẹ ăn cái gì lạ hoặc là bạn đã cho em bé ăn cái gì chưa. Đấy, còn cái nước tiểu thì cái này là hội chứng tã hầm chứ không phải là máu. Các bạn nếu để ý hôm sau mà cạy cạy vào cái phần đỏ đỏ ở trên 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 mặt tã, nó không phải là ấy đâu, không phải là máu đâu, nó là cấu trúc của cái tinh thể muối. Đấy, nó gọi là hội chứng tã hầm của em bé thì nó tự hết rồi. Bạn Lê Phương, bé nhà em được 5 tháng, dùng botulinum được 2 ngày và tiêu đờm được 5 ngày. Cháu vẫn chới nhiều, em có nên tiếp tục dùng botulinum nữa không hay đổi sang loại khác? Kiến nghị bạn đổi sang simethicone. Hiện nay thì so sánh hai loại thuốc thì simethicone là an toàn hơn so với botulinum. Bạn Bình Minh, bác sĩ cho em hỏi, bé nhà em 3 tháng 10 ngày, bé được 5 cân 7, bé bú mẹ hoàn toàn rồi mà bé nghỉ ngày 3-4 lần, phân nhầy sủi bọt. Tình huống này cần kiểm soát tiêu chảy do bất trung nạp đường lacto. Vì mức 3 tháng 10 ngày mà 5 cân 7 là ít cân. Đấy, giả sử mà sinh là 3 cân thì tức là 39 mới được 27, 8, 24 thì nó cái này vẫn là ít cân. Và sinh 3 cân 3 chẳng hạn thì cái mức cân nặng này là ít, thì cái mức cân nặng này với cái cách mà phân có nhiều nhầy hay có nhiều bọt thì cần tầm soát tình trạng bất trung nạp đường lacto của em bé để điều trị. Nhưng có phải là cái đấy hay không thì cần phải xem thêm. Trước mắt thì bạn tiến hành cho mình là cắt đồ ngọt, cắt đồ chua theo kiểu cam quýt bưởi, ngũ cốc thì một ăn vừa đủ thôi, tăng cường rau xanh, tăng cường thịt. À, nếu có nhiều sữa thì vắt vội cái sữa đầu đi để xem nó thay đổi như thế nào. Mức độ nhẹ thì bắt đầu từ đấy đã, và nếu nó không giải quyết được vấn đề thì chắc chắn phải gặp bác sĩ rồi. Nếu mà nó, bạn đã làm như mình nói mà cái phân hay cái gì nó không thay đổi thì cần cho em bé đi thăm khám. Bạn Hoàng Trang, bé nhà em 4 tháng vẫn đi ngoài xì xẹt ngày 5-6 lần vì bé toàn ăn ngủ, có sao không? Không khẳng định được có sao hay không cái chỗ đi ngoài này, bởi vì chưa biết tính chất phân như thế nào. Và thứ hai đó là phải xem tăng cân như thế nào cơ. Với trẻ con này cứ không phải đi ngoài ít số lần là gọi là táo bón, mà cũng không phải đi ngoài nhiều lần, chúng ta gọi là tiêu chảy luôn đâu. Vì như mình nói với các bạn là cái tần suất khi đi tiêu của một em bé mà bố mẹ hoàn toàn nó có thể dao động từ 2 đến 8 lần cơ. Cái bên cạnh mà chúng ta phải quan tâm đấy là cái chất phân nó như thế nào, nó có đều nhau hay không, và thứ hai là cái tăng cân của em bé nó như thế nào, và chúng ta mới xác định tiếp các cái vấn đề điều trị tiếp theo. Ăn trong lúc ngủ là hay gặp ở những em bé đến cái giai đoạn biến ăn sinh lý, giai đoạn tầm khoảng 3 đến 4 tháng này, nói chung là nó cũng chưa xử lý ngay được, tương đối khó. Bạn Hiền